Xin chào những chị nhà đầu tư đang theo dõi kênh ha. Ngày hôm nay thị trường của mình rút chân lên khá là mạnh và tạo một cái râu nến tương đối là dài. Thì đây là một cái phiên mà thị trường của mình nó bắt đầu nó mở biên giao dịch. Mở biên giao dịch là như thế nào? Đầu phiên anh chị có thể thấy là thị trường mở một cái gap up tăng. Mở gap up tăng rồi sau đó lại kéo xanh ha, kéo xanh và sau đó nữa thì lại quay đầu điều chỉnh với biên độ tương đối là mạnh và rất là nhiều cổ phiếu ngày hôm nay giảm với biên độ 4-5% và có cũng nhiều cổ phiếu giảm sàn nhưng mà cuối phiên lại rút chân lên rất là mạnh. Nhưng mà ở trong đó chị mình chú ý một điều đó là thị trường của mình nó có cái yếu tố cung hàng bán ra sáng nay lớn hơn cái lượng hàng hấp thụ buổi chiều và khi hồi phục lên. Em lấy ví dụ ở một số cổ phiếu dòng thép đi, ví dụ như Nam Kim nè. Cái nến rút chân đẹp không chị? Nhìn thì có vẻ đẹp ha, nhưng mà chú ý về cái chạc giờ nè, sáng nay bán với volume lớn ha, hồi phục volume nhỏ. Thì giai đoạn này anh chị, đối với những cái phiên mà nó đạp mạnh và nó rút chân lên như thế á, mà cái áp lực bán nó lớn á, thì anh chị mình nên là đề phòng rủi ro ở những cái nhóm cổ phiếu đó ha. Bởi vì những cái lệnh bán lớn nó không chỉ bao gồm lệnh bán của nhà đầu tư nhỏ lẻ đâu. Đó nên là anh chị mình chú ý cái vùng này ha. Em không có nói khẳng định được ở đây là vùng phân phối bởi vì phân phối nó sẽ xuất hiện trong nhiều phiên. Nhưng mà khi mà những cái phiên dao động như thế này mà nó bắt đầu nó có sự ra hàng với lệnh lớn thì anh chị cũng chú ý đó, không chỉ riêng là cái dòng tiền của nhỏ lẻ bán đâu. Đấy nên là mình cần phải chú ý cái vấn đề đó. Và sau cái phiên rút chân ngày hôm nay thì khả năng một hai phiên tới thị trường của mình nó sẽ có cái xu hướng neo giữ anh chị. Nó sẽ có xu hướng neo giữ giá ở trên cao. Và anh chị nào mà bắt đáy ngày hôm nay thì em không bắt đáy bởi vì em không đánh bắt đáy đối với những phiên mà giá trị cổ phiếu nó còn ở trên cao như thế này. Ha, đáy thì mình phải bắt đúng ở dưới vùng đáy chứ còn nó điều chỉnh như thế này thì mình không bắt đáy nha, không gọi là bắt đáy. Mà ở vùng này anh chị nào lấy vị thế trước đó thì vùng này anh chị gia tăng vị thế thôi chứ gọi bắt đáy thì cũng không đúng đâu. Ha. Và anh chị mình gia tăng vị thế thì nó cũng phải có điểm dừng nha. Bởi vì giai đoạn này mình đánh giá là giai đoạn khó ăn nên là cái việc mà mình nâng cái tỷ trọng giao dịch lên, nâng cái tỷ trọng cổ phiếu của mình lên đó, thì nó sẽ không có an toàn ha. Không có an toàn giai đoạn này thì ưu tiên là đánh tỷ trọng vừa và nhỏ chứ không có ưu tiên là đánh tỷ trọng cao. Và một vài phiên tới thị trường có xu hướng hướng lên đó, thì mình cũng không có liên tục gia tăng vị thế nha anh chị, mình chỉ giữ cái vị thế của mình để luôn luôn nó trong một cái vị thế sẵn sàng. Một hai phiên tới nó khả dụng được thì càng tốt để cho anh chị mình có thể chốt lại ở những vùng giá tốt ha. Với cái việc mà anh chị mình gia tăng vị thế ở những cái phiên xanh điểm thì nó vô tình nó làm cho cái giá trung bình của anh chị mình cao lên. Và khi mà anh chị mình tham gia 1 tỷ đi, 1 tỷ cổ phiếu ha, giá trị là 1 tỷ chứ không phải 1 tỷ cổ phiếu, giá trị là 1 tỷ Việt Nam đồng đó. Ở một cái vùng giá gọi là 15 đi. Thì khi mà lên tầm khoảng 17 anh chị mình thấy cổ phiếu nó còn tốt quá, anh chị mình gia tăng thì phải giá trung bình thêm 1 tỷ nữa thì giá trung bình của nó sẽ tầm giá 16 và anh chị mình đang nắm 2 tỷ 2 tỷ cổ phiếu đó. Thì khi mình anh chị mình nghĩ thị trường nó điều chỉnh về thì anh chị mình thấy là cầm 2 tỷ cổ phiếu giá 16. Và khi thị trường điều chỉnh thì có phải là mất hết lãi của anh chị mình giai đoạn trước không? Nên là đó là cái mức độ rủi ro mà anh chị mình càng lên cao càng liên tục gia tăng vị thế nha. Còn mình đã gia tăng vị thế trước đó rồi thì đây vẫn là một cái vùng gọi là vị thế an toàn khi mà hàng của anh chị đã về danh mục rồi nhá. Còn liên tục gia tăng ở những phiên sau thì em thấy cũng hơi sợ. Sáng nay có rất là nhiều cái cổ phiếu hàng đầu cơ nó điều chỉnh anh chị. Em có nghe, nói chung là có nghe rất là nhiều nhà đầu tư nói là tin tức nào đó về gì điều tra làm giá cổ phiếu đó thì mình không có nắm những cái cổ phiếu đó nên thành ra sáng nay thì em cũng không có quan tâm lắm về cái tin tức đó mà mình chỉ tập trung vào cái danh mục mình đánh thôi. Và em thấy là dòng bất động sản hiện tại thì nó đang là cái dòng mà tương đối là ổn bởi vì hầu như là giai đoạn trước khi mà nhóm cổ phiếu thị trường như dầu khí, ngân hàng, chứng khoán, thép nó tăng á, thì dòng bất động sản nó chưa tăng và hiện tại cái biên độ tăng của những cái cổ phiếu này thì nó cũng tương đối là ít anh chị nên là thành ra nó cũng chưa có phải là cái vùng mà có thể phân phối giá được ra đối với dòng cổ phiếu bất động sản ha. Sáng nay Novaland nó đánh lên được cái vùng giá 15,2 thì đối với cổ phiếu Novaland thì hôm trước em cũng đã đặt cái target ở giá vùng 15,2 nhưng mà sáng nay khi mà thấy hấp thụ hàng tốt anh chị tăng điểm volume vào đẹp quá thì em cũng có dời target lên 15,6 nên là sáng nay cũng không có chốt cổ phiếu này ha, hàng đã khả dụng rồi nhưng mà em thấy là Novaland nó vẫn đang rất là khỏe đó anh chị. Nó giữ giá rất là khỏe và nó liên tục nó hấp thụ tại cái vùng cản này. Thì đây là cái cổ phiếu anh chị mình hoàn toàn có thể nắm giữ được ha. Và cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu này nó tương đối là cứng. Một số cổ phiếu bất động sản á, em thấy là nó giữ giá tốt và hầu như là nó chưa có tăng điểm nhiều thì anh chị mình có thể ưu tiên anh chị mình nắm giữ tiếp được ha.
HT1 hôm trước khuyến nghị anh chị mình rồi thì hiện tại là nó đang hồi phục lại giá xanh. Nói chung là hôm nay cổ phiếu nào cũng rút chân cả, nên là giá xanh này thì những phiên tới nó sẽ có cái vùng lợi nhuận cao hơn để anh chị mình chốt. Hiện tại lợi nhuận thì cũng đâu đó khoảng 7% trở lên, thì anh chị mình có thể là cân nhắc ha, cân nhắc được trong biên 7% trở lên anh chị mình có thể chủ động về lợi nhuận ha. VHC hôm bữa khuyến nghị trên video hiện tại cũng đang giữ giá tốt nè anh chị. Thì giai đoạn này những cổ phiếu mà tiền mới vào, ví dụ như VHC nè, sẽ có một vài phiên nữa nó giữ giá xanh điểm để cho anh chị mình chốt lãi ha. Còn đối với những cổ phiếu khác, ngày hôm nay có một số cổ phiếu biến động tương đối là mạnh, ví dụ như Get nè, sáng nay hình như là lộ sàn ha, thanh khoản rất là lớn và cái volume bán nó cũng lớn nha anh chị. Đây, volume bán lớn mặc dù là cuối phiên nó có hấp thụ cái cung hàng nè anh chị. Hấp thụ ha, hồi lên, nhưng mà ở đây cái volume bán lớn thì anh chị mình cũng thấy là một cái lượng hàng rất là lớn nó đã thoát ra rồi. Và cái lượng hàng này không thể nào là của nhỏ lẻ toàn bộ đâu ha. Nên là anh chị mình chú ý. Và trong những cái giai đoạn mà nó có xu hướng là hàng tổ chức họ ra anh chị thì nó sẽ liên tục nó kéo xả, xả kéo. Đấy, chứ nó sẽ không có xả luôn đâu nha anh chị. Nó sẽ kéo, bởi vì khi nó kéo lại thì anh chị mình mới vào, anh chị mình mua lại. Mua lại thì mới mua lại cái cục hàng giá cao của nó, đúng không? Nên là những cái cổ phiếu mà nó đánh như thế này thì anh chị mình chú ý ha, bắt đầu xuất hiện những cái cây nổ volume rồi thì mình cũng nên là gọi là có một cái chiến lược nào đó an toàn cho danh mục của mình ha. Ngày hôm nay rất là nhiều cổ phiếu, hầu như cổ phiếu nào nó cũng rút chân thôi, nhưng mà nếu mà để phân tích thì em chỉ thấy là thị trường của mình nó có một cái điểm chung, đó là ngày hôm nay nhiều cổ phiếu nó bị bán với volume lớn, không phải riêng volume của nhỏ lẻ. Nên là cái việc mà để mà giải ngân mua mới ở trong những phiên tới thì em cũng chưa có ha, chưa có một cái điểm giải ngân nào đó thật sự là đẹp và cũng chưa tìm ra được cái cổ phiếu nào thật sự đẹp. Những video trước ấy thì mình cũng có túc tắc mình mua một vài cổ phiếu, ví dụ như Novaland, HT1 hay VHC thì mình cũng chỉ gọi là mua với tỷ trọng vừa và nhỏ thôi, chứ mình cũng không có đánh gọi là đánh mạnh như là cái giai đoạn mà thị trường đang từ nền đi lên như thế này. Thì hiện tại cũng như vậy thôi anh chị ơi. Nó liên tục mở gap và nó liên tục xuất hiện những cái phiên kéo xanh vào cuối phiên như thế này thì cũng đều là những cái phiên giao dịch nó có xu hướng là nó đem lại cái tâm lý kích cầu cho anh chị mình ha, nó kích thích cái lượng cầu vào của nhà đầu tư nhỏ lẻ khi thấy những cái phiên bắt đầu rút chân xuất hiện đó. Thì anh chị mình rất là thích mua những cái phiên rút chân như thế này gọi là bắt đáy đó, nhưng mà bắt đáy nó cũng phải ở những cái điểm an toàn ha anh chị ha, và nó phải kịp cho cái lượng hàng của mình về. Dòng ngân hàng sáng nay con MB nó kéo mạnh không chị? Kéo mạnh ha, nhưng mà nó cũng quay đầu điều chỉnh mạnh và hôm nay giữ được tham chiếu. Em thì vẫn đang kỳ vọng là dòng ngân hàng nó có một vài phiên đánh ha, một vài phiên đánh lên nữa để cho thị trường của mình có thể là nó sẽ chạm đâu đó cái vùng 1.140 đến 1.150 đi ha. Ít gì cũng phải chạm lên 1.140 nếu mà dòng ngân hàng nó đi vào, nó tham gia, nó kéo thị trường hồi phục. Tiếp tục cái giai đoạn hồi phục á, thì tầm đâu đó vùng đó thì có thể chấp nhận được rồi, và lúc đó những cái cổ phiếu của anh chị mình sẽ cho mới giải ngân á, sẽ cho cái biên lợi nhuận đâu đó tầm 7%, thì anh chị mình có thể chủ động chốt lại ở những cái vùng đó ha. Dòng ngân hàng thì nó chưa có dấu hiệu phân phối đâu nha anh chị. Phân phối giai đoạn này thì chỉ có một số cổ phiếu, ví dụ như con Get hồi nãy em mới liệt kê đó, thì con Get thì gia tăng vị thế những phiên trước thì rất là đẹp. Đó, hiện tại nó có thể nó kéo lên nữa, nhưng mà bắt đầu những phiên sau mình mua vào thì nó sẽ hơi rủi ro nhé. Bởi vì nó bắt đầu xuất hiện những cái lệnh tương đối lớn của tổ chức họ bán ra. Thì ở đây mình chưa chắc chắn là phân phối, bởi vì phân phối nó sẽ xuất hiện trong nhiều phiên và những phiên đó nó chắc chắn là nó sẽ liên tục nó kéo xả rồi ha. Liên tục kéo xả thì nó mới phân phối hàng được, nên là mình sẽ quan sát thêm một vài phiên tới. Còn riêng dòng ngân hàng thì nó chưa có phân phối đó anh chị ha. Sau cái phiên tiền vào nè, hiện tại thì cái vùng nền này nó vẫn đi với volume rất là nhỏ, thì gọi chưa có dấu hiệu phân phối gì cả ha. Thì anh chị nào đang nắm giữ thì vẫn tiếp tục nắm giữ cái nhóm cổ phiếu này thôi. CTG thì cũng chưa có gọi là đánh mạnh nữa, vẫn cái vùng nền này thì vẫn ok chứ chưa có cái dấu hiệu phân phối gì đâu. Nói chung phân phối nó phải tăng một giai đoạn cơ, nó phải tăng với biên độ lớn ha. Đây nè, nó tăng với những cái biên độ như thế này nè. Con ghét thì nói chung hôm nay hơi có mùi rồi thì mình sẽ quan sát thêm. Dòng thép thì ngày hôm nay bắt đầu cũng có cái tín hiệu bán ra volume lớn, hồi nãy em có phân tích rồi ha. HBG cũng tương tự nè, tăng tương đối là nhiều rồi, trừ khi nó xoay một cái nền ở đây thì nó mới đẹp nha anh chị, còn liên tục kéo thì không phải là cái điểm mua an toàn đâu. Ở HBG thì ngày hôm nay bán với volume không lớn lắm ha, bán volume không lớn lắm, để xem HSG như thế nào. HSG cũng vậy ha, có con Nam Kim là bị bán
bị bán với volume lớn thôi. HSG nó cũng đang duy trì cái biên độ ở trên cái vùng nền giá thôi chị ha, biên độ tăng của nó cũng trên vùng nền giá thì nó cũng khá là an toàn. À, những cổ phiếu này thì mình tiếp tục mình nắm giữ nha anh chị. Nói chung là nắm giữ thì nắm giữ, nhưng mà có giá xanh thì mình cũng phải nên hạ tỷ trọng, bởi vùng này em không ưu tiên tăng tỷ trọng á. HCM ngày hôm nay cũng có xu hướng điều chỉnh ha, volume cũng không lớn lắm nè, nhưng mà cái biên độ thì cũng bắt đầu mở ra rồi đó anh chị. Khi mà những cổ phiếu nào bắt đầu mở biên độ giao dịch thì anh chị mình bắt buộc phải chuẩn bị cho mình một cái tâm lý là trong phiên cổ phiếu có thể giao dịch tầm biên 4 đến 6% nha. Bắt buộc phải có cái tâm lý đó để anh chị mình có thể là anh chị mình có hướng xử lý trước. Hôm nay vít lộ sàn nè. FTS cũng giao dịch với volume lớn thôi, cũng rút chân ha, nhưng mà nó còn ngay còn đang gây nền thì anh chị mình cứ bám sát cái nền này anh chị nắm thôi. Thủng nền thì mới xấu ha, thủng nền mới xấu, còn vẫn duy trì được vùng nền thì nó vẫn đang là cổ phiếu đẹp. CTS thì khá là khỏe nè, ở đây nó xây nền nè anh chị. Ở đây nó xây một cái nền mới đẹp nè ha. Sau khi xây nền mới thì nó tăng, hiện tại thì nó cũng chưa có những cái tín hiệu gì gọi là phân phối ra ha. Thì anh chị mình cứ ưu tiên chị mình nắm giữ đi, càng lên anh chị mình càng chốt lãi thôi. Ngày hôm nay dòng bán lẻ ha, nó cũng tăng rất là tốt. FRT nè, FRT nói chung là mua vào giá 57 thì hiện tại lãi 12 giá, nhưng mà bán hơi sớm ha, sau 3 6 4 bán rồi, giữ đến ngày hôm nay thì biên lợi nhuận đâu đó tầm 20% rồi, nhưng mà không giữ được. DG World nè, DG World cũng giữ giá tốt nè, hướng lên nè. Nói chung ngày hôm nay anh chị có thể thấy nhóm cổ phiếu bán lẻ và nhóm nhóm nằm trong trụ ha, cổ phiếu lớn VN30 đó thì nó cũng có xu hướng là nó hồi phục và tăng tiếp nè. Đấy, chỉnh sau đó hồi phục sau đó tăng tiếp. Con BNG cũng vậy nè. Khi mà hàng trụ nó vào nó giữ điểm anh chị thì cũng cũng hơi sợ đó. Vinhome thì hôm nay đóng góp thanh khoản cho thị trường thôi, chứ còn nhìn biên độ dao động thì cũng không có lớn ha. Thì khả năng một vài phiên tới thì dòng cổ phiếu thị trường thì nó cũng sẽ có xu hướng là nó hồi phục hoặc là nó neo giá ở trên cao một tí ha, để mà mình đánh giá thêm. Dòng dầu khí thì hôm nay test về lại nền giá trước nè. Dầu khí thì nó được cái là nó có cái nền giá trước anh chị ha. Đây nè, nó có cái nền giá trước nên hiện tại là đây là cái vùng hỗ trợ tương đối cứng của nó nha. Đây là vùng hỗ trợ tương đối cứng, anh chị mình có thể nắm giữ đó, anh chị mình quan sát, nhưng mà thủng nền là bắt buộc là phải là điểm bán của mình rồi ha. Anh chị mình tuân thủ những cái điểm stop loss nha. Bởi vì trong thị trường anh chị, những nhà đầu tư mà chết đó là do không tuân thủ những cái điểm stop loss thôi. Ví dụ nó giảm 7% anh chị mình bán ra nó vẫn đỡ hơn là thủng 15-20% anh chị mình bán ra, đúng không? 7% chị mình lấy lại rất là dễ, nhưng mà khi nó đã lên tới hàng hai rồi thì rất là khó ha. Sau này đợi cổ phiếu hồi phục lại 20% thì hơi khoai. Trong một cái thị trường uptrend anh chị mình có thể kỳ vọng thị trường uptrend đó anh chị, thì cái xu hướng là xu hướng tăng rồi, nó có thể chỉnh một tí rồi nó tăng lại, nhưng mà trong cái giai đoạn này là giai đoạn mà thị trường của mình nó đang hồi phục nhé, đang hồi phục, nó chưa có xác nhận trend gì cả, thì anh chị mình không thể nương vào ha, không có cái xu hướng nên chị mình nương vào, nên cái việc mà nắm giữ cổ phiếu á, và gồng á, gồng lỗ nó rất là khó, nên là cứ an toàn thì mình cứ hạ ra nếu mà nó thủng những cái vùng hỗ trợ thôi. BSR hôm nay cũng giữ giá nên chị cũng giữ giá xanh ha. Bắt đầu những cái cổ phiếu này nó đang có cái sự giằng co giữa kháng cự nè anh chị, giữa hỗ trợ và kháng cự nè ha. Khi mà nó thủng xuống nó hồi lên lại á, thì cái vùng hỗ trợ nó quay trở lại thành cái vùng kháng cự, thì ở đây nó bắt đầu nó có cái sự giằng co, mà anh chị mình thấy những MACD nó bắt đầu nó có xu hướng nó không có hướng lên nữa, thì nó sẽ hơi gọi là rủi ro. Và nó khi mà anh chị mình nắm giữ những cổ phiếu này, nếu nó không có những cái phiên mà dòng tiền vào, những cái lệnh lớn vào mà nó đẩy giá luôn á, thì nó sẽ đình lình xình rất là mất thời gian. Về cổ phiếu Novaland á anh chị, thì ngày hôm nay em vẫn thấy là cổ phiếu nó hấp thụ rất là tốt, một vài phiên tới nó có thể tăng đó. Thì anh chị nào mà mình có muốn mua mới á, thì mình có thể là mình thăm dò một ít cổ phiếu Novaland này vẫn được, và hiện tại em vẫn đang cầm nắm. Nhưng mà em cũng nói trước là hiện tại vị thế của em thì nó đã đang khả dụng rồi, nên anh chị mình mua sau thì anh chị mình phải chấp nhận rủi ro là phải stop loss ngay khi cổ phiếu thủng vùng 14.2, 14.3 nhé. Còn hiện tại nếu mà vẫn giữ được trên cái vùng hỗ trợ này thì vẫn là cái điểm mua tốt. Cái dòng bất động sản em đánh giá cao vùng giai đoạn này, bởi vì hầu như là cái nó vẫn đang trong cái giai đoạn tích lũy, và nó chưa có những cái giai đoạn chảy nước rút để mà nó điều chỉnh ha.
Và thị trường nếu mà giữ giá được một vài phiên nữa thì anh chị mình có thể là vẫn kịp cơ hội đối với cái nhóm cổ phiếu này. Không biết là kỳ vọng lên 1.150 của mình nó có quá cao hay không, nhưng mà nó lên được trên 1.150 thì nó phải có một cái sức bật đến từ dòng ngân hàng, hoặc là cái sự hồi phục của nhóm cổ phiếu thép, hoặc là chứng khoán như nó, những nhóm cổ phiếu lớn, hoặc là dòng bất động sản đánh cũng được. Thì khả năng thị trường mình có thể hồi lên được vùng đó, thì vùng đó là vùng khá là đẹp để anh chị mình có thể chốt ngắn được rồi ha. Thì có những cái vấn đề đó để mà trao đổi với anh chị, để anh chị mình chú ý trong những phiên giao dịch tới thôi. Đặc biệt là những cái phiên này, anh chị nào đang nắm giữ những cái cổ phiếu đầu cơ thì anh chị mình chú ý những cổ phiếu nó đánh tương tự con ghét nha. Nhìn về chạc giờ đó anh chị, nếu mà thấy cái volume nó bắt đầu lớn thì những phiên tới đó anh chị, nó có đánh lên thì anh chị mình cũng chú ý đó là vùng chốt lãi nha. Thì cứ bám vào một cái cổ phiếu như thế mà anh chị mình so sánh những cái cổ phiếu khác thôi. Nếu mà nhìn về chạc chạc giờ mà nó điều chỉnh với volume rất là lớn và những cái lệnh gọi là những cái lệnh khủng đó anh chị. Ví dụ như vậy nè. Lệnh 500 nè anh chị thấy không? 500 nghìn nè. Rất là nhiều những cái lệnh lớn nó nhả hàng ra trong phiên sáng nay. Trong phiên sáng nay nè, nó bán ra liên tục, bán ra rất là mạnh thì anh chị mình chú ý ha. Có cả trong ETC thì nó khớp lệnh nè. Nó khớp lệnh như thế này, nó hồi cổ phiếu lên, chị thấy không? Từ giá 19.95 nè, khớp lệnh giá 20.45, bởi vì nó khớp lệnh trong ETC ha, nên nhà đầu tư mới không mua được, và có khả năng là rất rất là dễ mua đủ những cái phiên sau. Nên chị chú ý những cái cổ phiếu tương tự như ghét, nếu đầu phiên mà bị bán với khối lượng rất là mạnh mà cuối phiên nó chỉ hồi lại trong ETC thì anh chị mình chú ý nó đang có những cái dấu hiệu tổ chức họ bắt đầu họ bán ha. Rồi, video ngày hôm nay chỉ là một cái video nốt lại như thế thôi. Em vẫn đang kỳ vọng thị trường nó sẽ tăng lên được đâu đó tầm khoảng 10 điểm cũng được ha, 10 đến 15, 20 điểm gì đó thì là khá là đẹp để anh chị mình có thể chốt lãi được rồi. Và giai đoạn này nói đứng ngoài thì đứng ngoài, nhưng mà mình vẫn tham gia vào một vài cổ phiếu thì mình sẽ tập trung vào một vài cổ phiếu đó để mà mình xử lý thôi ha. Còn mua mới thì có con nào nó đẹp lắm thì mới khuyến nghị cho anh chị mình thôi, chứ còn hiện tại thì cũng chưa. Và sắp tới em sẽ có livestream trên TikTok, nếu mà anh chị nào mà mình có muốn trao đổi cổ phiếu, tương tác trực tiếp á, hỏi đáp cổ phiếu và trao đổi những cái góc nhìn về cổ phiếu trực tiếp thì anh chị mình có thể là tham gia vào room hỗ trợ, để tới buổi live em sẽ gửi link cho anh chị mình để anh chị mình vào, anh chị mình hỏi đáp về cổ phiếu ha. Thì nó sẽ mình sẽ cập nhật được nhiều cái cổ phiếu hơn, và có thể là khi mà phân tích những cổ phiếu đó thì anh chị mình sẽ có thêm kiến thức ha để mà đầu tư. Rồi, video ngày hôm nay ngắn gọn như thế thôi. Cảm ơn anh chị mình đã lắng nghe ha. Và chúc anh chị mình có một tuần giao dịch thật là thành công. Hôm nay là thứ hai đầu tuần rồi. Nói chung là tuần này thì cũng hơi 50-50 đó anh chị. Tuần này hơi rủi ro bởi vì xuất hiện cái phiên mở biên ngày hôm nay. Nhưng mà một hai phiên tới nha. Với phiên ngày mai thì sáng là xanh rồi ha. Khả năng rất là cao sáng mai sẽ rất là nhiều mã xanh đầu phiên ha, và nếu mà mở gap nữa thì cũng hơi sợ. Bữa giờ thì chưa dám nhắc tới cái từ gap Upside kiệt đâu, nhưng mà một vài phiên tới mà nó mở gap nữa thì chắc chắn là cái gap Upside kiệt nó xuất hiện rồi ha. Rồi, cảm ơn anh chị mình đã lắng nghe ha, và chúc anh chị mình có một buổi chiều vui vẻ. Anh chị mình nhớ join vào cái room hỗ trợ để sau em có gửi link cũng như là những cái khuyến nghị trong phiên ha, cùng với link livestream TikTok, anh chị mình có thể nắm được cái lịch livestream anh chị mình lên và hỏi đáp cổ phiếu trực tiếp trên đó ha, để chuẩn bị cho một cái phiên giao dịch ngày hôm sau cho tốt.